Rồi trở lại với các bạn qua cái buổi review sáng thứ sáu ngày 2 tháng 3 ngày hôm nay là cái phần mà anh sẽ review một cái con sói hoang dã với cái bộ đen thuần luôn. Các bạn nhìn hai bên là hai mặt đen. Hiện nay sói hoang dã nó có hai phiên bản, Decent nó có hai phiên bản là một cái mặt đen và một mặt đỏ. Và hiện nay là anh đang cầm trên tay là hai mặt đen với cái vành trắng ở phía này, rất là dễ thương và rất là đẹp và ngầu. Và anh Phi sẽ khui cái hộp hàng này ra cho các bạn xem ha. Đây là một con Yoyo 1A truyền thống kim loại chính hiệu luôn. Nó không có bị lai giữa cái 1A và 2A. 1A này chính hiệu bởi vì sao? Bởi vì cái khả năng đứng gió của nó rất là tốt ha các bạn ha. Rồi anh sẽ khui con này ra để review cho các bạn xem nha. Để review con này, cái hộp nó bằng nhựa trong cái dạng mica cho nên nó rất là dễ khui ra ha các bạn ha. Đây anh Phi sẽ rút cái hộp hàng này ra để các bạn thấy. Các bạn chơi Yokundo rồi thì các bạn sẽ có những cái câu hỏi mà giống khi nãy anh Phi đặt ra là Yokundo và kế tiếp nó sẽ là cái gì. Và chính xác các bạn, trong cái dòng Brazil Team 5 á, Yokundo chẳng qua là một dòng cơ bản và tiếp tục đó sẽ là dòng 2A nâng cấp cho Yokundo, là nó chuyển từ cái bộ thu dây, nó chuyển từ cái bộ thu dây gọi là thu dây tự động ha, bộ vô thu dây Yokundo nó chuyển qua thành cái bộ thu dây theo quán tính mà hồi nãy anh Vy có làm trên cái Yoyo thần hổ song đấu, cái phần Yoyo truyền thống rồi. Và bây giờ anh Phi sẽ mượn cái con gấu hoang dã mà anh Phi rất là thích đó, nó với một cái màu đen tuyền với hai cái dành trắng bạc hai bên rất là đẹp đây ha. Đó, anh Phi cũng từng review và chụp hình cái sản phẩm này rồi cho nên hôm nay anh Phi chỉ khui ra và anh Phi làm cơ bản để giới thiệu về cái dòng 1A cho các bạn xem thôi. Đây chất liệu nó bằng kim loại ha các bạn ha, kim loại sơn và với những cái thiết kế rất là đẹp và ngầu đó. Thì hiện nay cái sản phẩm này đang được bán ra ở trên mạng thì anh không biết, anh không nhớ giá, nhưng ở cửa hàng hiện nay giá nó sẽ là 240.000 ha các bạn ha. Đó. Thì ở đây với cách vô dây cũng là như vậy. Đây là sợi dây màu xanh, xanh này không biết xanh gì nữa ha, xanh dạ quang đi ha cho nó dễ. Ở đây thì dây của Takei nó cũng màu xanh mà dây này, cái sản phẩm này cũng màu xanh. Cũng giống như khi nãy chúng ta chọn đầu đuôi. À, chúng ta chọn đầu dây xong, chúng ta xe đến ngược chiều kim đồng hồ đến khi nó sợi dây nó tách đôi qua và dùng cái móng tay của mình tách nó ra và xe từ từ ha. Và chúng ta sẽ giữ ở đây xong rồi bỏ vô con Yoyo ha. Rồi xe ngược nó chút xíu để nó tách hẳn hai cọng dây ra. Đó, quay ngược, đây quay ngược chút xíu để tách hẳn hai cọng dây ra. Rồi chúng ta sẽ buông dây ra từ từ để nó xoắn theo cái chiều xoắn tự nhiên của nó sẽ xoắn lại ha. Rồi, đây. Rồi quấn dây thì cũng là như vậy ha, các bạn dùng ngón tay để giữ lại để quấn, tại vì các bạn không dùng ngón tay là các bạn quấn nó không có ăn vô đâu hết các bạn ha. Rồi, quấn khoảng 5-6 vòng gì đó thì nó sẽ giữ con dây này lại được và các bạn sẽ quấn tiếp tục ha. Rồi vậy thì ở đây cũng vậy, một lần nữa mình sẽ cho cái vòng tròn này nó ra rộng chút xíu, rồi dùng cái ngón tay chúng ta giữ con dây ở đây để cái này lên ha. Đó, các bạn thấy, rồi chúng ta dùng ngón tay chúng ta moi nó qua để nó trở thành một cái nút thắt tương đối chặt chút xíu ha. Rồi quấn vô và khi các những dòng cuối cùng là chúng ta sẽ để nó cuốn tròn từ ngoài, cuốn tròn vô và chúng ta sẽ thả con Yoyo này. Con Yoyo này nó sẽ có điều đặc biệt hơn cái con Yoyo thần hổ song đấu khi nãy, để anh thả ra cho các bạn xem. Đó, khi mà thả xong các bạn nghe cái tiếng gió của nó quay không? Rất là hay và rất là đẹp. Do anh Phi ở đây không có đủ đèn á các bạn ha, nhưng khi anh Phi hít lên là nó không lên nè, thấy không đó. Đó, đây là 1A truyền thống, đây hít nó không lên nha các bạn. Hồi nãy con thần hổ song đấu các bạn hít lên á, nhưng mà bây giờ cái con gấu hoang dã bằng kim loại 1A chuẩn mực của anh là nó không lên, và hồi nãy giờ nó đứng gió các bạn thấy không, không xì xỉn gì hết. Vậy thì khi các bạn muốn lên thì rất là dễ, đây ha, cái dây nó hơi dài ha. Rồi các bạn ở từ ngoài nè, ngón tay nè, từ phía ngoài nè, đưa ra nè, cái tay còn lại nè, cái tay cầm Yoyo nè, cái tay còn lại nè, cái ngón trỏ hoặc ngón giữa cũng được, đưa từ ngoài, đập vô và chúng ta kéo ngược cái tay phía bên này qua để lòn vô con Yoyo nè các bạn thấy không. Và chúng ta hít cái là nó sẽ lên, à, thấy không. Đó là kỹ thuật hít dây Yoyo
dành cho Yoyo truyền thống ha. Rồi giờ anh Phi sẽ quấn dây lại từ đầu cho các bạn xem nha. Rồi, quấn dây lại và thả, được chưa, thả dây nè, cái tay ở ngoài nè đập vô nè ha. Và chúng ta có thể theo một cái kỹ thuật cơ bản nữa là chúng ta thảy con hết con Yoyo lên, được chưa. Rồi chúng ta sẽ hít là sẽ lấy được Yoyo. Đó là những kỹ thuật cơ bản nhất, quấn dây, quấn dây và hít Yoyo ha. Đây hít lên nè, y xin lỗi, hít lên nè. Đó, do không gian thao tác nó chật quá ha. Này rồi lên nè ha, rồi hít lên nè. Hoặc là anh có học hồi xưa có một bạn chỉ anh chẳng hạn, đây rồi hất qua nè, đỡ lại nè, hất qua nè ha. Rồi chúng ta sẽ tập được những cái kỹ thuật cơ bản này ha. Đó hất qua hất lại ha, hất qua hất lại ha. Rồi chúng ta từ từ chúng ta sẽ quen ha. Rồi các bạn thấy không, đó là Yoyo 1A truyền thống. Hiện nay anh đang cầm trên tay là con đi sinh của quan giả với màu đen thuần, nó có màu đỏ đen nữa, thì anh sẽ dành thời gian để anh làm review cho các bạn. Đây nè, hồi xưa anh hay ở cửa hàng anh hay tập về chung với các em nhỏ đây. Đó, già rồi chứ cũng mê mấy cái này lắm các bạn ơi. Ha, à, rồi đó. Thời anh Phi còn trẻ thì không có mấy cái này để chơi đâu ha. Đó rồi ha. Đó, mình hết từ từ riết các bạn sẽ quen và cảm nhận được Yoyo. Yoyo cũng giống như đá banh, cũng giống như cầu lông, cũng giống như bất kỳ một môn nghệ thuật nào hay là thể thao nào cũng phải cần sự luyện tập thường xuyên, từ cái chuyện quấn dây, quăng Yoyo rồi hít Yoyo chẳng hạn. Đó. Rồi gì làm gì ngôi sao, rồi cái gì mà tháp Eiffel, rồi ôi đủ thứ hết các bạn ơi ha. Vậy thì đó, anh Phi đang quăng những cái con Yoyo truyền thống 1A, và những kỹ thuật này là những kỹ thuật các bạn có thể áp dụng được cho con Yoyo thần hổ song đấu. Nhưng do bản chất nó là cái con cơ bản ban đầu, cho nên cái khả năng đứng gió nó sẽ không lâu bằng những con chuyên nghiệp. Cho nên nó là các bạn sẽ không có đủ thời gian chơi nhiều các string trên dây, mà cũng chỉ có đủ thời gian để luyện tập các kỹ thuật lên dây mà thôi. Đó các bạn ha. Và cái buổi sáng ngày hôm nay thì anh Phi cũng thông báo một cái chương trình dành cho các bạn luôn. Là anh Phi hiện nay cũng còn vài bịch dây của anh Takei. Và ở đây là một cái sản phẩm về thần hổ song đấu. Và khi các bạn chơi một thời gian, cái sợi dây này nó sẽ bị kẹt vào trong các cái rãnh ở phía trong này. Và nhiệm vụ các bạn là phải gỡ, bấm hai cái nút trắng này gỡ cái này ra để gỡ cọng dây này ra. Và khi các bạn gỡ và nó bị kẹt hẳn vào phía cái tay này, có khả năng các bạn sẽ làm đứt cái cọng dây này và chúng ta không thể chơi Yoyo truyền thống được nữa nếu bị đứt cọng dây này. Và anh nghĩ rằng nếu các bạn ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh hoặc ở khu vực thị tứ thì nó sẽ rất là dễ cho các bạn để các bạn thay những cọng dây này bằng cách mua ở các tiệm đồ chơi. Và các bạn ở vùng sâu thì nó hơi khó, hoặc là những cái khu khác thì hơi khó. Cho nên hôm nay anh Phi sẽ cũng dành một ít thời gian để anh Phi thông báo rằng là bắt đầu từ hôm nay, nếu các bạn đặt hàng con thần hổ song đấu này tại cửa hàng Abo, anh Phi sẽ gửi kèm cho các bạn hai cọng dây ha, hai thêm hai sợi dây này để các bạn chơi cái phần truyền thống ha các bạn ha. Ok không? Rồi đó, vậy thì các bạn sẽ mua một bộ này và anh Phi sẽ gửi tặng thêm các bạn hai sợi dây truyền thống ở trong này. Và anh Phi sẽ quấn gọn, anh Phi để trong này luôn, các bạn về các bạn, hoặc là các anh Phi sẽ để phía sau này cho các bạn, anh Phi quấn gọn anh Phi bỏ vô đây, anh Phi để phía sau này, hoặc là anh Phi sẽ bỏ trong cái hộp hàng luôn cho các bạn ha. Cái hộp hàng mà anh Phi hay đóng cho các bạn á, hộp giấy á, các anh Phi sẽ quấn cái này gọn lại và anh Phi bỏ vô trong này luôn cho các em ha, để tránh tình trạng là em chơi cái Yoyo song đấu này mà cái phiên bản truyền thống mà nó bị đứt dây á, thì các em có dây để thay ha. Rồi còn dây này thì hiện nay anh Phi không có bán và giao hàng ở trên mạng nha, do nó nhỏ và khó quản lý quá cho nên các bạn thông cảm ha, các bạn thông cảm giúp anh cái. Rồi cái buổi review sản phẩm ngày hôm nay tới đây anh Huy cũng xin kết thúc. Và các bạn nào nếu có nhu cầu về Yoyo song đấu, phiên bản song đấu thần hổ, thì cứ gọi vào hai số điện thoại hotline của anh Phi và phía sau này. Hoặc là các bạn nếu vẫn còn chưa có cái con ánh sáng, sư tử ánh sáng và sói xanh ánh sáng trên tay, và các bạn vẫn còn yêu thích Yoyo Yokundo, thì các bạn cứ gọi cho Abo anh ha, với hai số điện thoại này, để anh Phi gửi hàng qua nhà vận chuyển và gửi hàng trực tiếp đến cho các bạn. Và vẫn lưu ý các bạn rằng là anh Phi và kho của anh Phi vẫn tiếp nhận các cuộc điện thoại từ phụ huynh nhiều hơn là các trẻ, các bạn nhỏ ha.
anh cần sự xác nhận của phụ huynh để anh gửi hàng đi, cái thứ nhất. Cái thứ hai, khi xác nhận hàng thì anh sẽ thông báo rõ chi phí gửi hàng và thời gian dự kiến giao hàng để các bạn không bị hoang mang và hỏi phụ huynh hoài. Chỉ có một chuyện là khi nào hàng con tới ha. Rồi, đó là điều mà anh Huy nhắn nhủ và anh Huy gửi gắm trong cái clip buổi sáng ngày hôm nay. Và hy vọng anh Huy sẽ gặp lại các bạn vào clip chiều nay, nói về con Yoyo 2A thần hổ của Blazing Team 5. Rồi, cảm ơn các bạn đã ủng hộ clip của anh Phi và cửa hàng đồ chơi Abo tại quận 4 rất là nhiều. Cảm ơn các bạn nhé.